mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Dặn dò cứu độ nhân thiên. Phẩm thứ 13. Đức Phật giao phó. Lúc đó, Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đặng. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết. Bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời, rồng, tám bộ chúng đây một lần nữa đem các hàng chúng sinh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sinh đó phải bị đọa vào ác đạo, dầu là chừng một ngày, một đêm, huống chi lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục, ngủ vô gián, cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào ra khỏi ư? Này Địa Tạng, tâm tính của chúng sinh cõi Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác, thoảng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, còn dư duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó, nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tính của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông, mẩy trần, hột cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thối thất. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo. Đến khi bị đọa vào ác đạo, vừa bước đến cửa ngục, những chúng sinh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu một kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương chức cứu vớt các chúng sinh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sinh lên cõi trời, hưởng những sự vui, vi diệu, thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Đời này đời sau chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Bồ Tát tuân chỉ. Bấy giờ Tạng Đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời sau, nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sinh tử. Huống nữa là nghe các việc lành, rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thối chuyển. Hư không Tạng bạch hỏi. Lúc ngày Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau, hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng trời rồng chân dân, nghe kinh điển này và cái danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, cùng với chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà nói lược việc ấy cho. 28 điều lợi. Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: Lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát
và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn, món uống, y phục, vật báo mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ, thời kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau đây. 1. Các hạt trời rồng thường hộ niệm. 2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn. 3. Chứa nhóm nhân vô thượng của thánh. 4. Mãi không còn thối thất đạo bồ đề. 5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. 6. Những bệnh tật không đến nơi thân. 7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước. 8. Không có bị hại vì trộm cướp. 9. Người khác thấy đến sinh lòng cung kính. 10. Các hàng quỷ thần theo hộ trì. 11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. 12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng dương giả đại thần. 13. Thân tướng xinh đẹp. 14. Phần nhiều được sinh về cõi trời. 15. Hoặc làm bậc vua chúa. 16. Có trí sáng, biết rõ việc trong những đời trước. 17. Có mong cầu chi cũng đều được toại ý. 18. Quyến thuộc an vui. 19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch. 20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn. 21. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 22. Đêm nằm chiêm bao an ổn, vui vẻ. 23. Những người thân tộc đã chết, nếu có tội, thời được khỏi khổ. 24. Nếu về đời trước có phước, thời được thọ sinh về cõi vui sướng. 25. Các bậc thánh ngợi khen. 26. Căn tính lanh lợi, thông minh. 27. Giàu lòng từ mẫn. 28. Rốt ráo thành Phật. 7 điều lợi. Lại vậy nữa, này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời, rồng, quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng 7 điều lợi ích. 1. Mau chứng bậc thánh. 2. Nghiệp ác tiêu diệt. 3. Chư Phật đến ủng hộ. 4. Không thối thức bồ đề. 5. Bổn lực được tăng trưởng. 6. Việc đời trước đều rõ biết. 7. Rốt ráo thành Phật. Đại hội tán thán. Bấy giờ bất khả thuyết, tất cả các đức Phật và đại Bồ Tát cùng 8 bộ chúng trời rồng ở 10 phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bày sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đao lợi rưới vô lượng hương hoa, thiên y, chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi, tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển hạ hết. Bổn thệ Địa Tạng, so nhân trong kinh, tàn tật câm ngọng do tiền sinh, đời nay tụng đại thừa, phước lợi vô cùng, quyết sen báo giảng sinh. Nam nam thường trụ thập thập phương tăng. Nam nam thường trụ thập thập phương tăng. Nam nam thường trụ thập thập phương tăng. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đao lợi Thế Tôn nói pháp màu, Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu, thánh giáo mãi truyền sao chẳng ngớt. Khắp lợi trời người khỏi khổ sầu, trời Atula dạ xoa thảy, đến nghe pháp đó nên chí tâm, ủng hộ Phật pháp khiến thường còn. Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy,
bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền, hoặc hư không, thường đối với người đời sinh từ tâm, ngày đêm tự mình nương pháp ở, nguyện các thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lợi quần sinh, bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ, xa lìa các khổ về viên tịch, hằng dùng giới hương xoa dốc sáng, thường gìn định phục để giúp thân, hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam mô tồi tà phụ chính hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát. Nam mô tồi tà phụ chính hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát. Nam mô tồi tà phụ chính hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát. Ha ha ha, 闻三摩地娑婆。